nếu không là idol K-pop, những sao hàn này vẫn sở hữu gia sản giàu nết đồ vách. 1. Yuki của The Idol, nói về những thần tượng có xuất thân giàu có, sẽ là một sai lầm lớn nếu loại Yuki của nhóm nhạc nữ đang lên The Idol. Như tin đồn, Yuki đến từ một gia đình không chỉ giàu có mà còn quyền lực ở Trung Quốc. Điểm qua video và hình ảnh của The Idol, có thể thấy Yuki luôn sử dụng điện thoại đắt tiền nhất nhóm. Bên cạnh đó, cô cũng thường xuyên xuất hiện trong những bộ trang phục hàng hiệu sang trọng. Khi nói đến xuất thân của Yuki, nhiều nguồn tin khẳng định rằng bố mẹ cô là những chính trị gia nổi tiếng ở Trung Quốc. Được biết, từ khi còn nhỏ, Yuki đã sống trong những căn hộ sang trọng tại những địa điểm đắt giá hàng đầu ở Bắc Kinh, nơi có hệ thống bảo vệ tiên tiến nhất. Gia đình của nữ idol rất đặc biệt nên, đó cũng giải thích lý do tại sao lai lịch về cô rất ít khi được tiết lộ. Yuki từng theo học trường Trung học Bắc Kinh 101, được mệnh danh là một trong những ngôi trường ưu tú nhất Trung Quốc. Hơn thế nữa, trường còn nổi tiếng với môi trường học tập hàng đầu, được bao quanh bởi cung điện mùa hè cổ của Trung Quốc, có nhà kính do NASA hỗ trợ và năm hồ nhân tạo. Tất nhiên, Yuki cũng phải thông minh để vào được ngôi trường này, nhưng cũng có thể thấy rằng gia đình cô ấy khá giả, đủ để chu cấp cho việc học một cách toàn diện nhất. Mặc dù thông tin chi tiết về gia đình của nữ idol vẫn chưa được xác nhận, nhưng có thể thấy rằng cô nàng sẽ có một cuộc sống giàu có ngay cả khi không phải là một thần tượng K-pop. 2. Mini của The Idol. Trái ngược với những tin đồn chưa được xác thực xung quanh lý lịch của Yuki, xuất thân giàu có của Mini đã phần nào được nhiều người biết đến, thậm chí vượt qua suy đoán của các fan, Mini đến từ gia tộc Zontarak, một trong những gia tộc ưu tú nhất ở Thái Lan. Chưa nói đến bố mẹ cô ấy, tất cả các thành viên trong đại gia đình của Mini đều thuộc hai sót, tầng lớp xã hội cao nhất ở Thái Lan. Nhiều nguồn tin thậm chí còn nói rằng chú của Mini là một nghệ sĩ piano và nhà soạn nhạc cổ điển xuất sắc trong nước và mang trong mình dòng máu hoàng tộc sẽ không quá ngạc nhiên khi nói Minnie thực sự là một công chúa của Thái Lan. Bố của Minnie từng là phó chủ tịch của ngân hàng đầu tiên ở Thái Lan và hiện là chủ tịch của tập đoàn YNK Mẹ nữ ai đồ là một nghệ sĩ piano và đồng sở hữu một khu nghỉ dưỡng xa hoa. Cả hai anh em của Minnie đều học tại Chăn ở -e Long Con, trường đại học danh giá nhất ở Thái Lan trước khi đến Anh để du học. Bên cạnh đó, ông bà của Minnie còn sở hữu một resort 4 sao. Khi trở về Thái Lan trong đợt đại dịch, Minnie cũng được cách ly trong một khách sạn 5 sao, Sinhon Kempinski, nằm trong top 6 khách sạn sang trọng nhất nước này. Ở phong cách thường ngày, Minnie cũng toát lên vẻ sang chảnh với nhiều món đồ hiệu đắt đỏ không cần phải nói nhiều, mini đích thị được sinh ra với tất cả mọi thứ, giàu có, xinh đẹp và tài năng. 3. Ten của NCT Một rick khác trong danh sách này là Ten của NCT. Trong chương trình thực tế của NCT NCT Life in Bangkok, Ten đã đưa các thành viên khác đến thăm ngôi trường mà nam idol từng theo học. Đó là trường quốc tế Shrewsbury ở Bangkok. Nếu bạn vẫn chưa thấy được mùi giàu có ở đây thì, bạn nên biết rằng học trường này tốn khoảng 25.000 đô la mỗi năm cho riêng học phí và Ten đã theo học ngôi trường này trong suốt 10 năm. So sánh con số này với thu nhập trung bình ở Thái Lan, chúng ta có thể nói một cách khiêm tốn rằng gia đình của Ten được xem như khá khá giả được biết bố của Ten là một doanh nhân, mặc dù không được tiết lộ về lĩnh vực kinh doanh, nhưng một số người hâm mộ cho rằng ông là một trong những cái tên giàu nhất Thái Lan. Các fan cũng chú ý đến ngôi nhà của Ten to và sang trọng như thế nào, đồng thời hy vọng một ngày nào đó anh chàng sẽ mời các thành viên khác đến nhà của mình. Trong một buổi phỏng vấn, Ten cũng chia sẻ rằng anh ấy đã từng đến thụy sĩ chỉ để học trượt tuyết. đúng là chàng trai này không hổ danh là một triệu phú giấu mặt mà. 4. Chenle NCT có lẽ trong NCT, Chen Lê được coi là còn giàu hơn cả Ten. Ngay cả trước khi được đào tạo tại SM Entertainment, Chen Lê đã có concert solo mini của riêng mình ở Trung Quốc, do bố mẹ anh tài trợ như một món quà cho cậu con trai tài năng của họ. Tin đồn về việc Chen Lê xuất thân từ gia đình tỷ phú lần đầu tiên xuất hiện khi người hâm mộ phát hiện ra những bức ảnh trước khi debut của anh chàng. Có thể thấy, tiểu Chen Lê sống trong những biệt thự xa hoa, đi du lịch nước ngoài nhiều và thể hiện gu thời trang cao cấp. Sau đó, xuất thân giàu có của Chen Lê càng được khẳng định khi chương trình One Night Sleepover Chip đến thăm gia đình Chen Lê ở Thượng Hải. Nam Idol sống trong một căn hộ sang trọng với rừng tre, hồ bơi, giá trị bất động sản lên tới hơn 4 tỷ won. Được biết, khi đến Hàn Quốc để ra mắt, bố mẹ đã mua một căn hộ ở Seoul để đến sống với Nam Idol, và do đó Chenle là thành viên NCT, duy nhất không sống trong ký túc xá của SM. Trong chương trình thực tế trên Zizit Enzat, khi thành viên cùng nhóm Ji Sung đến Thượng Hải thì Chenle đã đón Nam Idol bằng chiếc xe thể thao cực kỳ đắt đỏ của mình. Chính vì điều đó, ngay cả Ji Sung cũng ngạc nhiên về độ giàu có của Chenle. Lê. 5. Eunji Bibichi Trong một tập ở chương trình Rumor Hesit, đã được giới thiệu là một idol sinh ra đã ngậm thìa vàng. Bố của nữ idol là chủ của một chuỗi phòng khám nha khoa nổi tiếng ở Hàn Quốc. Trên trang web của thương hiệu phòng khám nha khoa này có ảnh và chữ ký của Umri và các thành viên GFriend khác, có lẽ vì chủ của chuỗi phòng khám này là bố của Eunji. Vào thời điểm tập chương trình này phát sóng năm 2019, bố của cô nàng đang điều hành 43 phòng khám nha khoa trên toàn quốc. Nhờ kinh doanh thành công, Umji và các anh chị của cô nàng cũng có cơ hội theo đuổi ước mơ nghệ thuật. Anh trai của Umji học hội họa phương Đông và chị gái cô học mô Hàn Quốc, trong khi bản thân Umri tốt nghiệp một trường nghệ thuật. Bố của nữ idol thậm chí còn được cho là đã hỗ trợ tài chính cho cả nhóm trong những ngày họ còn là tân binh hồi đó ngay cả tiền dành chăn uống của họ cũng có hạn vào những lúc như vậy umji sẽ sử dụng thẻ của bố mẹ cô ấy sau này được gọi là thẻ umji để mua những thứ họ muốn ăn cho cả nhóm bố mẹ cô nàng tin rằng các cô gái có thể ăn những gì họ muốn và không ngần ngại hào phóng chi tiền umji chắc chắn là một tấm gương điển hình cho một cô gái giàu có nhưng không ngừng làm việc chăm chỉ và khiêm tốn 6. suho của exo mặc dù suho luôn phủ nhận xuất thần danh giá của mình nhưng khi nói về sự giàu có của exo thì tên anh luôn được nhắc đến đầu tiên suho từng tiết lộ rằng gia đình anh ấy sống trong cùng một khu phố nơi gia đình của siwan superunio từng sống nếu bạn chưa biết, bố của Siwon là giám đốc điều hành của Bojang Medicine, công ty dược mỹ phẩm nổi tiếng tại Hàn Quốc. Có nghĩa là thu nhập gia đình của Suho cần phải vượt xa mức trung bình để có thể sinh sống trong cùng một khu phố với gia đình của Siwon. Ngay từ khi còn là thực tập sinh, nam idol luôn hào phóng chi trả những bữa ăn cho các thành viên. Thậm chí, có lần Suho chi tới 800.000 won tương đương khoảng hơn 16 triệu đồng cho một bữa ăn. Nam idol xuất thân từ gia đình gia giáo có bố là giáo sư nổi tiếng, mẹ là cựu giáo viên. Nam thần tượng khá kín tiếng trong đời tư, hiếm khi nhắc đến gia thế của mình. Điều thú vị nữa là các fan của EXO cũng phát hiện ra từ bức ảnh một bức thư viết tay của Suho mà cây bút anh ấy sử dụng có giá khoảng 1.000 đô la. 7. Dây của N-Hyphen Mặc dù cả bố và mẹ của Jack đều là người Hàn Quốc, nhưng nam idol lớn lên cùng gia đình ở Brighton, Úc. Tuy ít được tiết lộ về nghề nghiệp và sự giàu có của bố mẹ Jack, nhưng người hâm mộ có thể đoán rằng Jack xuất thân từ nhà khá giả khi nhìn vào các trường học nam idol theo học và trang phục mặc. Jack đã có cơ hội theo học trường cao đẳng Peter's Lutheran để trao dồi kỹ năng âm nhạc của mình khi ở Úc khi chuyển đến Hàn Quốc làm thực tập sinh và chuẩn bị ra mắt, Jack cũng đã đỗ vào một trường quốc tế nổi tiếng ở Seoul, trường Wright, Seoul, với học phí khoảng 27.000 đô la mỗi năm. Từ đó có thể suy ra rằng, gia đình của Jack giàu để có thể chi trả học phí của những ngôi trường như vậy. Người hâm mộ cũng chỉ ra Jack đã có niềm đam mê thời trang từ trước khi debut. Anh chàng có nhiều bức ảnh mặc đồ hiệu, đeo phụ kiện đắt tiền. Như đã hứa trong chương trình Island, Jack thậm chí còn tặng một đôi giày đắt tiền làm quà cho Sung Hoon. Jack chắc chắn không chỉ giàu có mà còn rất hào phóng với bạn bè người hâm mộ càng thêm yêu mến nam idol nhiều hơn vì sự khiêm tốn và chăm chỉ trong khi phát triển trong môi trường đặc biệt như vậy mặc dù những câu chuyện vươn lên từ khó khăn luôn đáng ngưỡng mộ nhưng những idol ngậm thìa vàng cũng đáng ngưỡng mộ không kém bởi họ không bao giờ dựa dẫm hoàn toàn vào sự giàu có của bố mẹ mà không ngừng cố gắng vươn lên theo đuổi ước mơ của mình vậy còn những cái tên nào mà bạn muốn thêm vào danh sách idol ngậm thìa vàng này không hãy cho chúng tôi biết dưới phần bình luận nhé ngoài ra các bạn nhớ like và subscribe kpop channel để biết thêm nhiều nội dung thú vị về kpop nhé